Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo. Tát đại chứng minh ra nguyện tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thịnh văn chúng khập nhất thiết thánh hiền viên khởi quang minh đại xưng thánh tác Phật sự phổ quân chư chúng sanh giải pháp Bồ Đề tâm viễn đi chư vòng nghiệp viễn thành vô thượng đạo. Nam mô Ương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Ương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Ương Cung Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp vương vô thường thông tam giới vô lượng thất thiện nhân chỉ đạo sư hương sanh chi từ phụ nhất hiềm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp chân dương nhược tan thắng ức kiếp mạc năng thần sợ đề tánh không tịch cảm ứng đạo giáo năng tự nghị ngã thư đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật hạnh hiền trung ngã thân hạnh hiền chư Phật tiền đầu diện tiếp tục quy mạng đề tâm đảnh đề nam mô thầm hư không biện pháp dư hòa hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền tánh tăng thường trụ tam bảo. Tâm đảnh đề ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hồng Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát ca linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Tâm đảnh đề nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dương chỉ tình thủy biên sai tam thiền tánh không ba đức đời nhân thiền
pháp giới hoàn tăng duyên diệt tội tiểu khiến hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ca. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ca. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ca. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ca. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiện Nhãn Bồ Ngài Đợi Bi Tâm Đà Ra Đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đô Kiết Đề Thương Ban Ra Di Bồ Đề Tăng Đỗ Bà Già Ma Tăng Đỗ Bà Già Ma Ca Đô Ni Ca Già Tát Ban Ra Phật Về Ở đan na đan tội. Nam mô tăng kiến lần đại mong ma ri gia bà đô kiết cái đế tất phật ra lần đàm bà. Nam mô na ra cân đi đề ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu dù bàn a thề dân tất bà tất đa la ma bà già ma phần đàn đô đã điệt tăng bà đô đô ca đê ca ra đế di ri ma bồ đề tất đa ăn bà tăng bà ma ra ma ra ma ma ri đà dừng đủ lo cứu nỗi mong đô lô đủ lô phật xà gia đế ma phát xà gia đế đa ra đà ra địa rỉ ni thân phật ra gia giang ra gia ra ma phát ma ra môn đền đề hê tất na sa tâm phật ra sa đời phật sa phát tâm phật ra sa ra ô rô đồ Na ra ro ro ha rì ta ra ta ra tất rì tất rì to ro bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả di đế rì a na ra na rì địa rì sa ca ni na ma ya ma na ta ba tất cả đà ya ta ba ma tất cả đà ya ta ba tất cả đà yu ma tất bằng đà ya ta ba na ra na rì ta ba Na ra tam bà ta ra tăng một khe gia tam bà ma tất đà gia tam bà gia kiết ra tất đà gia tam bà ma đà ma tất cả đà gia tam bà na ra trị bằng đà ra gia tam bà ma bà lợi thắng ít ra gia tam bà Nam mô A Di Đà Phật ra ra và dạ Nam mô A Di Đà Phật nuôi cứ đưa tất các bạn ra và ta bà tất điển đô mạng đa ra bát xà và ta bà tất điển đô mạng đa ra bát xà và ta bà tất điển đô mạng đa ra bát xà và ta bà Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Quy lệ đăng tam giới tôn quy mãn mười phương Phật con nay phát nguyện rộng Thọ trì kinh ngũ bách danh trên đền bốn mương nặng dưới cứu khổ tâm độ Nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề hết một bảo tâm này Chánh qua cõi cực lạc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Khai kinh kệ Bồ Tường Thâm Tâm Vi Diệu Pháp Ba Ba Thiên Phàng Kiếp Năng Tao Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đất Thọ Trì Nguyện Dạy Như Lấy Chân Thiệt Nghĩa
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Trí tuệ bằng tâm đại biện tài đón cư ba thường tuyệt trần ai tường quang thước phá thiên sanh bệnh cam lộ nắng trừ ban kiếp tai phê liệu phật khai kim thế giới hồng liên giống xuất ngọc lâu đài ngã kim khê thủ phần hướng tán nguyện hướng nhân gian ứng hiện lại. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Tâm đảnh đề nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đề nam mô Thiết Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô cổ Phật thị hiện Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Đương Lai Bồ Xứ A Di Đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Ngộ Thiện Quảng Vương Tịnh Trụ Phật Đắc Đại Bi Tâm Chú Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô cầu Phật lập thể như sở nguyện giống xuất thiên thủ thiền nhàn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô quá khứ tiếp kiếp vì chánh pháp vượng minh Như Lai Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Bát Vạn Tứ Thiên Mẫu Đà La Tý Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Thiên Thủ Thiện Nhàn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Tứ Thập Nhị Tý Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Thập Bát Tý Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Thập Nhị Tý Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Bát Tý Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ nam mô Tứ Tý Quán Thế Âm Bồ Tát.
thiên chuyển Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Thập Nhị Diện Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Chánh Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Tỳ Cấu Lậu Trì Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô A Di Đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Pháp Ma Tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Dịch Ni Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Tiểu Phục Độc Hại Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Như Ý Bảo Luân Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Viên Mãn Bồ Ngài Đại Bi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Phá Nhất Thiết Nghiệp Chướng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Ma Ba Đầu Ma Chiến Đàn Ma Ni Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Diệt Ác Thú Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Nhiều Ích Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Nắng Màng Nhất Thiết Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Cứu Sáng Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Đại Bi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Đại Từ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.
tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Ngục Môn Khai Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chúng Chúng Âm Thanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chúng Chúng Sắc Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chúng Chúng Tự Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chúng Chúng Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Chúng Chúng Thần Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Mạng Chúng Chúng Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thoát Ngũ Nghịch Trọng Tội Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Cố Độc Chú Trở Yểm Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Đậu Não Hùng Hiếu Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Yết Hầu Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Khẩu Phúc Yêu Bối Trừ Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Nhãn Nhĩ Thần Thiệt Trừ Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Nha Sĩ Tỷ Thân Trừ Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Thủ Cước Trừ Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Phong Cuồng Điên Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Chư Ác Quỷ Tầm Não Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Đạo Binh Thủy Hỏa Tài Ách Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Lối Điện Chấn Bồ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ
kiến đào Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định thể Nam Mô Năng Trừ Ác Quân Ác Tật Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Tam Tai Cứu Hành Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Ác Mộng Biến Quái Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định thể Nam Mô Năng Trừ Hoang Xà Phúc Yết Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định thể Nam Mô Năng Phục Chứa Ác Độc Thú Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh thể Nam Mô Năng Trừ Quan Sự Tránh Tụng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh thể Nam Mô Năng Hiện Cực Lạc Thế Giới Linh Nhân Đự Đạt Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Linh Trì Niệm Giả Chúng Nhân Ái Kính Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Linh Trì Niệm Nhân Cụ Thế Gian Tài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh thể Nam Mô Năng Nhân Tăng Tích Nhất Thiết Là Cụ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh thể Nam Mô Năng Linh Chúng Sanh Tăng Ích Nhất Thiết Thế Lực Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Giữ Trường Mạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Năng Giữ Phú Quý Trường Thọ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Vi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Nhiễm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh thể Nam Mô Không Quán Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh thể Nam Mô Cung Kính Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Hạ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.
trọn tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Đà La Ni niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Thệ Độ Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Nhàn Chiếu Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thiền Thủ Hộ Trì Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Bát Vạn Tứ Thiên Chúng Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Phục Nhật Thiết Các Quỷ Thần Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Hàng Phục Chữ Thiện Ma Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Chế Chư Ngoại Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Sớm Tinh Tạp Ly Mị Bóng Lương Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Tà Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Tham Nhiễm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Linh Chúng Sanh Đắc Thiện Quá Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Cụ Phật Thân Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Quang Minh Thân Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Bi Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Pháp Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thiền Định Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hư Không Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Trụ Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Giải Thoát Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Vương Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Thần Thông Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Đại Từ Tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Thế Âm Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Nhiên Sắc Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Quang Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Kim Khế Thủ Đệ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giải mãn túc. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Kim Khế Thủ Đệ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giải mãn túc. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Na Kim Thế Thủ Đệ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giải mãn túc. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Từ Tại Bồ Tát Thanh Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiến Hữu Ứng Giải Không Đồ Nhật Thiết Khô Ánh Xa Nờ Tự Sắc Bất Gì Không Không Bất Gì Sơ Sắc Tức Thì Không Không Tức Thì Sắc Thọ Tướng Anh Tứ Diệu Phục Như Thì Xá Nờ Tử Thì Chứ Pháp Không Tướng Bất Sanh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tình Bất Tăng Bất Dạng Thì có ông trụng vô sắc vô thọ tưởng hình thực vô nhàn di tí thiệt tăng ý vô sắc tính lương vì xuất pháp vô nhàn giờ. Ai chỉ bộ ý thức giới vô vô bên này diệt vô minh tầm đại chỉ bộ lào tử diệt vô lào tử tầm vô khổ tật diệt đạo. Vô đi diệt vô đắc dĩ vô sở đắc có bờ đề tác đoái bác nhã ba la mật đề có tâm vô ai ngài cô. Vô hữu không vô biển đi điên đạo mộng thường hữu khách đi các bàn tâm thế chư Phật kỳ bát nhã ba la mật đà cô
Đất na nô ra là tam mỹ tam bồ đề ô đi bát nhã ba la mắn đa thì đại tăng chú thì đại minh chú thế vô thượng chú thế vô đàng đàng chú năng đời nhân thiết khổ chân thiệt bậc hữu khổ thiết bát nhã ba la mật đà chú tức thiết chú thiệt đệ cơ đề ba la yên đề ba la tăng đề bồ đề tá bà để ba la cứ để ba la tăng để bồ đề ta bà hiện đen để ba la để ba la tăng để bồ đề ta bà tiêu tai các tường thần chú nắng bồ tát ma đa mẫn đà nam ma ba ra đề ai đã sát ta nằng nằm đã liệt ta khê hồng hồng nhâm phà ra nhâm phà ra bạn ra nhập phà ra bạn ra nhập phà ra đề sắc xa đề sắc xa sắc trí đề sắc trí đề ta vẫn ra ta vẫn ra nguyện đề ca tất cả đề giới ta bà nằm bồ ta mãn đa bồ đà nằm ma bát ra đề ai đa xá ta nằm nằm đa đề ta khê hồng hồng nhâm phà ra nhâm phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra đề sắc xá đề sắc xá sắc trì trì sắc trì trì ta vẫn tra ta vẫn tra hiện đề ca thân hệ đệ giới tam bà nam mô tam mẫn đa mẫn đà nam ma bát ra đề ai đã sáng ta nằm nằm đã điệt ta khê hồng hồng nhâm phà ra nhâm phà ra bạn ra nhâm phà ra bát ra nhập phà ra đề sắc xá đề sắc xá sắc trì trì sắc trì trì ta vẫn tra ta vẫn tra biết đề ca thất đệ giới tam bà nguyện trú kiết tượng và kiết tượng trú và lục thời hẳn kiết tượng nhật thiết thời trung kiết tượng và nguyện chư thượng sử ai giúp thọ nguyện trú kiết tượng và kiết tượng trú và lục thời hẳn kiết tượng nhược thiết đời trung kiết tượng giá nguyện chữ tam bảo ai giúp thọ nguyện trú kiết tượng giá kiết tượng hả trú già lục thời ăn kiết tượng hả nhược thiết đời trung kiết tượng giá nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ tự sanh đăng ư bửu địa tam hộ ta có quả liên trì hà sa na quỷ chư tam hiền bạn đội hữu tình đang thập địa nam mô siêu thập địa bồ tát nam mô siêu thập địa bồ tát nam mô siêu thập địa bồ tát đệ tử chung đẳng tùy thuận tu tập phổ hiền bồ tát thập chúng đại nguyện nhất giả đệ kính chư phật nhị giả xưng tán như lai tam giả quán tu cúng dường từ giả sám hội nghiệp chướng ngũ giả tùy hỷ công đức lục giả thính chuyển pháp luân thất giả thính phật trụ thể bát giả thường tùy phật học cửu giả hằng thuận chúng sanh thập giả phổ giai hội hướng danh công đức thù thắng hạnh là vô biên thắng phước dài hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc vạn phù thường quán phật sát thế nguyện thiếu tam trưởng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chư
chứng minh liệu phổ miền tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường hạnh Bồ Tát đạo hiền sanh Tây Phương tình độ trung cửu phẩm liên hoa bi phụ mẫu quá khai kiến Phật mộ bố sanh Phật thôi Bồ Tát vi bản thứ nguyện dị thứ công đức Bồ cập mơ nhân thiên hạ đàn dự chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thế giải đại đạo và phát vô thượng tâm. Từ quý Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tàng trí tuệ như sanh hệ thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật